mẫu máy pha kèm theo một cái máy xay. Cái combo này sẽ rất là phù hợp cho những cái quán nhỏ hoặc là cái xe cà phê takeaway, một cái mô hình pha máy. Anh chị em mà đang muốn update lên từ cái quán pha phin sang cái quán pha máy thì cái chi phí đầu tư cho một cái combo này nó vô cùng là hợp lý, nó chỉ khoảng 1x triệu thôi anh chị em ạ. Bây giờ mình sẽ pha thử cho anh chị em xem nhé. Đây là cái máy xay này mình đã độ lên chức năng là sẽ xay tự động luôn rồi, nó sẽ tự động nó ngắt. Máy pha này cũng hoàn toàn tự động anh chị em ạ, nó sẽ tự động ngắt theo cái điều chỉnh của anh chị em, có thể setup được là thời lượng pha bao nhiêu ml hoặc là bao nhiêu giây. Đấy, cái dòng chảy cũng tương đối là mượt mà anh chị em, và mình đã test thử rồi, uống rất là ok. Đấy, cái dòng chảy anh chị em thấy không, rất là mượt mà. Đây là mình pha test thử thôi, lớp crema rất là sánh nha. Cái này anh chị em mà nâng cấp lên từ mô hình pha phin sang pha máy thì đầu tư rất là hiệu quả luôn, chi phí rất là ít mà hiệu quả. Anh chị em mà quan tâm thì liên hệ eCoffee nhé. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi.